Rồi, chúng ta sẽ đến với phần số 3 này. Đó là lập phương của một tổng, một hiệu. Mình sẽ vào hoạt động khám phá 3. Người thì yêu cầu là gì? Hoàn thành các phép nhân đa thức sau vào trong vở hay là tập của mình nhé. Thu gọn kết quả để nhận được này. Đấy, như vậy thì yêu cầu này. Ở đây chúng ta đã thấy người ta đã làm đến đây rồi. A cộng B tất cả mũ 3 thì người ta đã làm là bằng A cộng B nhân cho A cộng B tất cả mũ 2. Như vậy ở đây là gì? A cộng B giữ nguyên này. Các em thấy đây là bình phương của một gì đây? Bình phương của một gì? Bình phương của một gì nhỉ? À, đây chính là bình phương của một tổng. Thì cứ thế mà triển ra thôi, đúng không? Đúng chưa nào? Đó, vậy thì nó sẽ bằng gì? Nhân cho A bình phương cộng 2AB cộng cho B bình phương. Được chưa? Rồi đến đây lại là nhân đa thức với đa thức. Các em nhân vào sẽ bằng A nhân A mũ 2. Được chưa? Cộng cho A nhân cho 2AB cộng cho A nhân B mũ 2. Rồi, bây giờ đến thằng B này. Cộng cho B nhân A mũ 2 cộng cho B nhân cho 2AB cộng cho B nhân cho B mũ 2. Rồi các em nhân vào. A nhân A mũ 2 là A mũ 3 cộng cho 2A mũ 2B. Đúng chưa? Cộng cho AB mũ 2 cộng cho B A mũ 2 cộng cho 2AB mũ 2 cộng cho B mũ 3. Đến đây được chưa? Kịp không? Xong nhá. Đến đây kịp rồi đúng không? Vậy thì bây giờ mình là gì? Nhóm những thằng nào chung vào A mũ 3, A mũ 2B này. Rồi tìm xem có A mũ 2B không? A mũ 2B đây đúng không? Đó, các em nhóm nó vào. Cộng 2A mũ 2B cộng BA mũ 2, tức là gì? Nó cũng là A mũ 2B đúng không? Cộng cho AB mũ 2 cộng cho 2AB mũ 2 cộng cho B mũ 3. Được chưa nào? Rồi, vậy thì nó sẽ là A mũ 3 cộng, thầy viết gọn lại nhá, là 3A mũ 2B. Được chưa? Cộng cho 3AB mũ 2 cộng cho B mũ 3. Đó. Như vậy thì đến đây mình còn làm được cái gì nữa nhỉ? Mình còn làm được cái gì nữa đây? Làm được cái gì nữa không? Hết rồi đúng không? Thu gọn kết quả nhận được. Đấy, như vậy chúng ta thu gọn được như này thôi. Hết rồi đấy. Ok. Xong nhá. Rồi sang bên đây. Bên này thì lại ngược lại này. Là người ta đã làm là A trừ B tất cả mũ 3 thì sẽ bằng là A trừ B nhân với A trừ B mũ 2. Vậy thì mình thấy này, bình phương của một gì đây? Một hiệu đúng không? A trừ B ta giữ này, bằng A bình phương trừ đi 2AB trừ đi B bình phương. Giờ nhân vào A nhân A mũ 2. Được chưa? Trừ đi A nhân 2AB trừ đi A nhân B mũ 2. Được không? Kịp không? Rồi, trừ cho B nhân A mũ 2. Trừ mới trừ này thì lại thành cộng này. Cộng cho B nhân cho 2AB trừ mới trừ này bằng cộng này. Cộng cho B nhân B mũ 2. Rồi các em nhân vào thôi. A mũ 3 trừ đi 2AB. Được chưa? Rồi. Đây là gì? A mũ 2 trừ 2AB. Wow. Từ từ nhá.
Rồi, đây là trừ gì? Trừ AB mũ 2, trừ đi BA mũ 2, cộng cho 2AB mũ 2, cộng cho B mũ 3. Đúng không? Từ từ, hình như cái dấu mình có nhầm rồi đó. Đây, A nhân A. Rồi, đây ta cứ cộng đi. Cộng cho A nhân với trừ 2. Đấy, cộng cho A nhân với trừ 2. Được chưa? Rồi, cộng cho A nhân với trừ B mũ 2. Rồi, cộng cho này, trừ B nhân với A. Đúng không? Cộng cho trừ B, trừ B nhân với A. Rồi, cộng cho trừ B này, nhân với trừ 2AB. Rồi, cộng cho trừ B, nhân với trừ B mũ 2. Đấy, xem lại cái dấu nha các em. Đây, cộng với trừ thì bằng trừ. Đúng rồi. Đây là gì? A mũ 2B. Rồi, đây là cộng với trừ thì cũng bằng trừ. Chuẩn. Cộng với trừ bằng trừ. Rồi, anh này cộng, anh này là gì? Trừ với trừ này, trừ với trừ với cộng. Đây thì anh này cũng lại gì? Cộng với trừ là trừ, trừ với, trừ với trừ là cộng. Đúng rồi. Đấy, như vậy thì đây, ta có thể nhóm nó vào. Sẽ là A mũ 3 này, cộng cho trừ 2A mũ 2B. A mũ 2B đâu? Tức là thằng này đúng không? Trừ cho B A mũ 2, cộng cho trừ AB mũ 2, cộng cho 2AB mũ 2, cộng cho B mũ 3. Rồi, như vậy đây sẽ là A mũ 3. Nợ 2 nợ thêm 1 nữa là nợ 3, cộng cho trừ 3A mũ 2B, cộng cho có 2 mà nợ 1, có 2 mà nợ 1 thì còn gì? Còn 1. Đúng không? Cộng cho AB mũ 2, cộng B mũ 3. Sao thấy là lạ nhỉ? Hình như mình bị nhầm rồi đấy các em ạ. Nó phải chỗ này. Chỗ này xem nào. Trừ B, trừ B nhân với A mũ 2, trừ B nhân A mũ 2, trừ, trừ B nhân A mũ 2. Chỗ này là phải cộng. Cộng với trừ là trừ, trừ với. À, ông này là phải trừ nha, trừ 2AB. Đấy, 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 đấy. Trừ 2AB mũ 2. Đấy, như vậy thì anh này sẽ là gì? Nợ 1, nợ thêm 2 nữa thì sẽ là nợ 3. Nợ 3. Nợ 3. Nợ 3 3A B mũ 2, cộng cho B mũ 3. Kiểm dò xem nào. Thầy thấy có gì đó không đúng. Rồi, chúng ta làm lại câu này đi. Thầy thấy có gì đó không chuẩn các em ạ. A trừ B mũ 3 thì sẽ bằng này, A trừ đi B nhân cho A trừ B tất cả mũ 2. Ok. Sẽ bằng A trừ B nhân cho, triển khai cái hàng đẳng thức này ra, A mũ 2 trừ đi 2AB cộng cho B mũ 2. Rồi, đến đây công nhận chưa? Công nhận chưa nào? Rồi, như vậy ở đây mình sẽ tiến hành mình nhân nhá. Nhân nó vào đúng không nào? Đúng không? Thì có phải ở đây nó sẽ bằng nè, A nhân cho A mũ 2 trừ đi A nhân cho 2AB, được chưa? Cộng A nhân B mũ
mũ 2. Rồi, chuẩn nha. Đến đây được chưa nào? Rồi, trừ đi B nhân A mũ 2 trừ mới trừ thì bằng cộng, đúng không? Cộng cho B nhân 2 AB trừ đi B nhân B mũ 2. Đấy, phải làm chậm rãi lại. Vậy thì đây ta sẽ là A mũ 3 trừ đi 2A mũ 2B, đúng chưa? Cộng cho AB mũ 2 trừ đi A mũ 2B, được không? Cộng cho 2AB mũ 2 trừ cho B mũ 3. Rồi, đến đây được nhá. Đó, đến đây thì chuẩn rồi đó các em. Vậy thì sẽ là A mũ 3 trừ đi 2A mũ 2B. Đây, A mũ 2B đây. Trừ, đúng không? Trừ đây thì thành cộng nè. Tại vì thằng này nó là trừ này, mà đằng trước mình đặt dấu trừ rồi thì thằng này sẽ là cộng nhá. Được chưa? Rồi, cộng cho AB mũ 2 cộng cho 2AB mũ 2 trừ đi B mũ 3. Đấy, như vậy sẽ là A mũ 3 trừ đi mấy? 3A mũ 2B cộng 3AB mũ 2 trừ đi B mũ 3. Đấy, đây mới đúng này các em. Nãy vừa nãy mình triển khai ra là mình nhầm dấu nha. Rồi, như vậy thì mình đã hoàn thành được vào vở, đúng không? Thu gọn nó đây. Thu gọn anh thứ nhất. Rồi, thu gọn anh thứ hai. Ok. Xong nhá. Rồi, vậy thì ở đây người ta mới phát biểu chúng ta này. Với hai biểu thức tùy ý A và B này, ta có này. Lập phương của một tổng này. Đây là lập phương của một hiệu nhá. Nhớ cho thầy hai công thức này. Và bây giờ các em có thể đọc ví dụ số 6 đó, để mình hiểu hơn. Được không? Các em tự đọc ví dụ 6 nha. Rồi, thầy và các em sẽ làm bài thực hành 6. Người ta yêu cầu là tính. Thực hành 6 nè. Câu A nhé. X cộng cho 2y tất cả mũ 3. Như vậy các em áp dụng công thức vào thôi. Lập phương của một tổng, đúng không? Lập phương của một tổng áp dụng vào thì sẽ bằng gì? Đây là A này, đây là B này. Được chưa? Thì có phải nó sẽ bằng x mũ 3 cộng cho 3 lần số thứ nhất nhân với số thứ hai trừ 3 lần số thứ nhất, đúng không? Nhân với gì? Wow, từ từ, đây có bình. Đây. Đây chính là gì? 3 lần số thứ nhất mũ 2 B cộng cho 3 lần số thứ nhất với số thứ hai B. Đây, áp dụng cho đúng nhỉ? Áp dụng cho thật đúng công thức vào. Như vậy thì anh này sẽ bằng, đây là x mũ 2. Đúng chưa? Rồi, vậy thì anh này sẽ là 3x nhân cho 2y mũ 2. 2y này là tất cả mũ 2 nhá. Rồi, cộng cho lập phương của số thứ 2. Ok. Này, ghi cho đúng, chuẩn xác luôn. Rồi, vậy thì sẽ bằng x mũ 3 cộng 3 với 2 là mấy? 6. X mũ 2y. Đây là 4 nha. 4 này. 4 với 3 là bao nhiêu? 12. X y mũ 2 cộng cho 2 mũ 3 là 8. Y mũ 3. Thế nhờ 2 mũ 3 là 8, đừng 2 mũ 3 là 6 nha các ông. Nhiều ông tướng làm 2 mũ 3 là 6 là đau đầu lắm. Rồi, tương tự như vậy thì đây lại là lập phương của một hiệu. Lập phương của một hiệu thì sẽ bằng
Bằng gì? À, lập phương của số thứ nhất tức là 3y mũ 3 trừ đi 3 lần tích của số thứ nhất nhân với gì? Số thứ nhất mũ 2 nhân với số thứ hai là nhân cho 1 cộng cho 3 lần. Nhớ cái này nó chỉ đảo dấu lại này. Cộng thì dấu cộng trước này, mà trừ thì thằng trừ trước nha. Nhớ đấy, nó chỉ có khác nhau đó thôi. Cộng cho 3 lần tích của số thứ nhất với bình phương của số thứ hai. Cộng cho gì? Cộng cho lập phương của số thứ hai. Ok. Trừ chứ. Tự nhiên đây giống nhân. Rồi trừ cho lập phương số thứ hai. Như vậy đây sẽ bằng mấy? 3 mũ 3. 3 mũ 3 là 27 y mũ 3. Trừ đi 3 x 2, 3 x 9 cũng là 2. 27 nha, y mũ 2. Cộng cho 3 x 3 là mấy? 9. 9y. Và trừ cho 1 mũ 3 vẫn là 1. Xong chưa? Đó, như vậy mình đã hoàn thành thực hành số 6. Bây giờ chúng ta sẽ sang vận dụng 3. À, cái bài vận dụng 3 người ta cho này. Một cái thùng chứa dạng hình lập phương có độ dài cạnh bằng x. Chứa cái dạng hình lập phương á. Độ dài x cm. Phần vỏ bọc gồm nắp có độ dày là 3 cm. Tính dung tích hay là sức chứa của cái thùng này và viết kết quả dưới dạng đa thức. Các em nhìn đây giống như một cái thùng mà chúng ta hay đựng kem á, đúng không? Hoặc là gì? Giống như cái máy giặt cửa trên á, đúng không? Đó. Như vậy thì đối với cái bài này á thì chúng mình sẽ làm như sau đây. Vận dụng 3. Rồi thì trước hết mình sẽ tính này. Các em thấy có kích thước ở đây hết rồi này. Thì phần lòng trong của thùng á, nó là có dạng hình lập phương với độ dài là gì đây nhỉ? Đấy, độ dài này. Người ta ở đây là gì? Độ dài cạnh thì bằng x. Phần vỏ gồm nắp độ dày là 3 cm. Như vậy cái phần nắp á, thì chúng ta sẽ trừ đi 3 cm, tức là sẽ tính cái phần màu đen đen này này. Đó, tức là phần này phần gì? Phần lòng trong. Đúng không nào? Phần lòng trong của thùng sẽ là hình lập phương. Đúng không? Nó sẽ là hình lập phương. Nhưng mà cái hình này này có cái độ dài cạnh là gì đây? Là gì nhỉ? À, như vậy thì mỗi một cái chiều chúng ta đều phải trừ đi gì? Trừ đi 3 là x. Trừ đi 3, trừ tiếp đi gì? Đi 3, đúng không? Như vậy thì độ dài cạnh của nó sẽ là gì đây? X trừ 6, đúng không? Đấy, cm. Vậy thì đến đây mình có tính được chưa nào? Đến đây tính được chưa? Quá dễ dàng rồi, đúng không? Như vậy thì mình sẽ tính được. Vậy thì thể tích phần lòng trong của cái thùng sẽ là gì đấy nhỉ? À, dài nhân rộng nhân cao, đúng không? Như vậy thì sẽ là x trừ đi 6 tất cả mũ gì? Mũ 3. Thì có phải nó bằng cạnh nhân cạnh nhân cạnh không? Dài nhân rộng nhân cao. Rồi, đây. Sẽ là x trừ 6 nhân cho x trừ 6 nhân cho x trừ đi 6. Đó, như vậy thì đến đây có phải là nó sẽ bằng x trừ 6 tất cả mũ gì? Mũ 3. Chịu chưa? Đến đây chịu chưa nào? Rồi, vậy thì đây chính là gì? Lập phương của 1. 1 hiệu. Thì sẽ bằng x mũ 3 trừ đi. Trừ đi gì? Trừ đi 3.
x mũ 2 nhân cho 6. Đúng chưa? Cộng cho mấy? Cộng cho 3. X nhân 6 mũ 2 trừ đi 6 mũ 3. Rồi x mũ 3 trừ đi 3, 6, 10, 18 x mũ 2. Cộng cho 66 là 36, 36 nhân 3. Rồi, như vậy mình sẽ được 108 x. Rồi, trừ đi 6 mũ 3, tức là lại 36 nhân cho 6 thì bằng 210, 16. Đó. Rồi, tiếp tục. Thu gọn được gì nữa không? Hình như hết rồi đúng không? Và đơn vị đây là cm khối. Ok. Đó, vậy thì chúng ta sẽ kết luận. Vậy thì cái dung tích hay là gì? Sức chứa đó của cái thùng sẽ là, em ghi lại thằng này thôi, x mũ 3 trừ đi 18 x mũ 2 cộng cho 108 x trừ đi 210, 16 cm khối. Ok, xong chưa? Đó, như vậy mình đã xong về lập phương của một tổng và lập phương của một hiệu các em nhá.